đây là tổng dáng của con em 3 tấn rưỡi sau khi đã được sơn phết bắt chỉ xong, đặt dương vịt cao tốc xong. Bây giờ cậu Hải sẽ chạy để quay thử cái tốc độ. Nhà nước quá. Quá đã. Trời ơi. Bay của chú anh chị ơi, khủng khiếp. Trời ơi, quay theo không kịp luôn. Xin chào cô chú anh chị. Chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Và luôn sát cánh, luôn đồng hành. Và cô chú anh chị xem kênh bấm vào cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những cái mẫu ghe máy mới nhất hàng tháng. Và hôm nay em quay về cái tốc độ của con ghe bán cho anh khách ở ngoài Kiên Giang, đặt chân vịt cao tốc nha. Hôm nay đã xong, đã hoàn thiện, đã đẩy xuống rồi. Và đây là clip tốc độ của em đó. Mời cô chú anh chị mình xem clip luôn. Mời bà con. Rồi, dạ đây là tổng dáng của con em 3 tấn rưỡi sau khi đã được sơn phết bắt chỉ xong, đặt chân vịt cao tốc xong. Chuẩn bị là clip test chạy thử nha cô chú anh chị nha. Mới xách ghe ra tính chạy ra thử. Vô số, gãy chút bi luôn rồi, giờ cậu Hải lấy ghe cha lôi vô luôn. Ok, bây giờ vô trong cột ghe cái ra chạy thử nha cô chú anh chị nha. Rồi, bây giờ cậu Hải sẽ chạy để quay thử cái tốc độ. Tí xíu nữa mình sẽ ngồi trên đó luôn. Và để đoán được cái tốc độ nó là bao nhiêu nha cô chú anh chị nha. Để xô cái mũi ghe cho cậu Hải. Dáng ghe rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ghê rồi, ghê rồi. Ghê rồi đó. Dáng ghe cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị. Rất là nét nha. Thả vào chân vịt cao tốc. Rồi, ghê hả? Nhà nước quá. Quá đã. Trời ơi. Bay của chú anh chị ơi, khủng khiếp. Bay hơn nhiều lắm. Rồi, em biết tốc độ nhiêu luôn rồi. Quá dã man. Đúng dinh dịch cao tốc luôn cô chú anh chị. Rất là chuẩn nha. Wow. Giữa cái chân vịt cao tốc và cái chân vịt thường là cô chú anh chị mình thấy rồi đó. Bay dở cất lên luôn. Quá khủng khiếp. Quá đạt rồi, quá đạt rồi. Quay theo không kịp luôn. Quá đã bà con. Chuẩn rồi ha. Cực nét luôn. Quá phê. Ôi ôi. Bao sướng nha cô chú anh chị. Wow. Dở hỏng lên luôn, hôm trước là chạy không thể nào dở lên cao như vậy nha. Hôm nay là hỏng cất lên luôn. Quá đã. Đạt chuẩn luôn. Bây giờ leo lên để mình chạy thử coi tốc độ nó bao nhiêu nha cô chú anh chị nha. Quá sướng. Quá cứ. Cực đẹp. Thả chân vịt cao tốc gì vô là khác 100% luôn cô chú anh chị. Rồi bây giờ xuống thử tốc độ.
3 tấn rưỡi đặt vào thử cái chân vịt thường và chân vịt cao tốc nha mọi chú anh chị nha. Đó, ai có nhu cầu thì mua chân vịt cao tốc, sửa ghe đóng mới, đặt máy tốc độ thì cứ liên hệ với em. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới nha để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất hàng tháng. Quá đã. Cực phê luôn.